dân gian có câu cúi đầu là bông lúa, ngẩng đầu là cỏ dại. Cây lúa càng chín hạt càng chắc, đầu sẽ rũ xuống. Còn cỏ dại lúc nào cũng ngẩng đầu lên, thể hiện bản thân. Thế nhưng ai cũng coi trọng bông lúa, chẳng mấy ai đoái hoài cỏ dại. Người vĩ đại không phải lúc nào cũng đứng thẳng đăm chiêu, mà là biết cúi mình và mỉm cười đúng lúc. Nước vì ở vị trí thấp mà trở thành biển. Cũng như vậy, con người nếu biết tự hạ mình sẽ trở thành vua. Nước vì ở nơi thấp mà trở thành biển lớn. Người vì biết hạ mình mới thành vua. Mỗi người đều nỗ lực vì một cuộc sống hoàn hảo. Ai cũng muốn mình là trung tâm, được nhiều người ngưỡng mộ, quan tâm, chú ý. Có những người vì một chút bản sự có được mà cảm thấy bản thân cần có được cái danh xứng đáng với cái tầm. Thế nhưng người tài giỏi thật sự lại càng biết khiêm nhường, càng biết cúi đầu trước người khác. Chịu cúi đầu nhượng bộ cũng là một năng lực, nó không phải là tự ti, cũng không phải nhu nhược, mà là một sự sáng suốt. Có ba câu chuyện thế này. Lạc đà và ruồi. Có một con lạc đà vất vả ngày đêm đi xuyên qua sa mạc. Trên lưng nó, một con ruồi lặng lẽ quá gian, một chút vất vả cũng không có, nhưng vẫn tới được đích. Con ruồi giễu cợt, lạc đà ngốc, cảm ơn ngươi đã vất vả đưa ta tới nơi, hẹn sau này sẽ gặp lại. Lạc đà liếc nhìn con ruồi rồi nói, lúc ngươi ở trên lưng ta căn bản cũng không biết. Ngươi đi rồi, cũng không cần phải chào hỏi ta. Ngươi căn bản không có trọng lượng gì, vậy nên đừng tự đề cao mình quá. Ngươi tưởng mình là ai? Bữa cơm của một nghệ sĩ nổi tiếng. Anh Nhật Thành, một nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng của Trung Quốc, từng kể một câu chuyện rất hay thế này. Hồi còn nhỏ, ông sinh trưởng trong một gia đình lớn nhiều thế hệ. Mỗi lần ăn cơm, vài chục người ngồi trong một phòng ăn lớn, cùng nhau ăn uống. Có một lần, ông đột nhiên nảy ra một ý tưởng thú vị, quyết định sẽ pha trò để mọi người cùng vui vẻ. Trước giờ ăn, ông ẩn trong một chiếc tủ vốn chẳng mấy ai để ý trong phòng ăn và nghĩ, đợi đến khi mọi người đi tìm khắp một lượt không thấy sẽ nhảy ra. Thế nhưng, điều mà anh Nhật Thành khi đó không ngờ tới là mọi người hầu như chẳng ai chú ý đến sự vắng mặt của ông. Sau khi ăn xong, mọi người bắt đầu rời đi. Đến lúc đó, ông đành phải ra khỏi tủ và ăn cơm thừa canh cặn. Kể từ đó, ông tự nhắc nhở mình tuyệt đối không được coi mình quá quan trọng, nếu không sẽ càng thất vọng mà thôi. Benjamin Franklin đập đầu vào khung cửa. Ông tổ của nước Mỹ Benjamin Franklin khi còn trẻ đã từng đến thăm một bậc tiền bối đức cao vọng trọng. Khi đó, ông tràn trề nhiệt huyết của tuổi trẻ, chân sải bước rộng tiến về phía trước. Vào đến cửa, đột nhiên đầu Franklin đập phải khung cửa đau điếng. Ông vừa phải dùng tay xoa liên tục vào chỗ đau, vừa đưa mắt nhìn cái cửa còn thấp hơn chiều cao của mình. Vị tiền bối ra cửa đón khách, nhìn thấy bộ dạng đó của Franklin liền cười nói, đau lắm hả? Tuy nhiên, đây chính là thu hoạch lớn nhất của cậu khi đến thăm tôi hôm nay đấy. Một người muốn bình an vô sự sống trên đời này phải luôn luôn ghi nhớ trong đầu một điều, lúc nào nên cúi đầu thì phải cúi đầu. Câu chuyện đơn giản nhưng hết sức chân thật này đã cho chúng ta biết một điều. Nhất định phải học được cách nhận thức về bản thân, tuyệt đối đừng bao giờ tự cho mình là quá quan trọng. Trên thế giới này, mỗi người đều rất quan trọng, nhưng bất cứ ai có rời đi, thậm chí là mất đi, trái đất vẫn cứ quay. Cuộc đời nhắc nhở chúng ta rằng, rất nhiều người cả đời ngẩng đầu nỗ lực, cuối cùng nhìn lại mới nhận ra rằng, thứ mà mình giành được rốt cuộc cũng chỉ là phù du, mây khói, là vật ngoài thân mà thôi. Những người có sự nghiệp thuận lợi nhất, tiến bộ nhanh nhất, thông thường đều là những người hiểu được rằng làm người phải biết cúi đầu. Một người có thể tự tin nhưng không nên tự đại, có thể sống khỏe mạnh trường thọ nhưng không thể vạn thọ vô cương, có thể dùng sức mạnh để cứu vãn một thế cục bất ổn nhưng không thể thay đổi càn khôn.
không quá xem trọng bản thân, thực ra đó là một dạng tu dưỡng, một phong độ, một cảnh giới cao thượng, là biểu hiện của sự trưởng thành về thái độ. Vì thế hãy biết khiêm nhường. Sở dĩ trăm sông đổ ra biển là do biển nằm ở vị trí thấp hơn các con sông. Con người cũng vậy, khi hạ thấp cái tôi cá nhân, người đó sẽ tiếp nhận được những tinh hoa từ người khác để hoàn thiện mình.